Don't stop. Chào các bạn, hôm nay Sài Gòn Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kit kiểm tra nhanh hàng the. Đầu tiên là xử lý mẫu. Lấy khoảng 5g chả cắt nhỏ cỡ hạt đậu xanh cho vào cốc. Dùng dung dịch đệm nhỏ 20 giọt vào mẫu thử. Dầm nát mẫu thử. Sau đó để từ 2 đến 5 phút. Lấy một que thử trong ống đựng que thử. Sau đó nhỏ một giọt dung dịch đệm lên giấy đối chứng, sao cho đủ thấm ướt đều giấy. Nhúng ngập phần giấy thử vào cốc mẫu đã xử lý ở trên. Nằm ngang trên mặt phẳng và chờ đọc kết quả. Cách đọc kết quả: nếu giấy thử chuyển màu từ màu vàng tươi sang màu đỏ cam khác với màu giấy đối chứng, tức là dương tính. Nếu giấy thử không chuyển màu và giống với màu giấy đối chứng, kết quả là âm tính. Chú ý, chỉ nhúng phần dưới của mẫu thử vào mẫu. Cường độ của màu phụ thuộc vào lượng hàng the trong mẫu. Kết quả sau 3 đến 5 phút, kết luận mẫu thử không có hàng the. Kiểm tra hàng the đối với mẫu chả thứ 2.